Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Radio Phát triển bản thân của Better Version. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một nội dung mang tên Thay đổi cuộc đời chỉ với 5 giây. Hồi còn ngồi trên ghế trường đại học, nhà tâm lý học Mel Robbins, một người dẫn chương trình truyền hình, một vlogger, một doanh nhân khởi nghiệp, cũng là một tác giả nổi tiếng, đã từng rất nhiều lần bị nhà trường cảnh cáo đuổi học chỉ vì trì hoãn, chưa hoàn thành luận văn. Đối mặt với nguy cơ bị buộc thôi học, Mel đã quyết tâm nhất định phải dậy thật sớm để đến thư viện viết luận văn. Ấy nhưng, mỗi khi mà đồng hồ báo thức reo lên thì cô ấy luôn có rất nhiều lý do để tắt nó đi. Đêm qua mình đã mất ngủ, hôm nay mình cảm thấy không được khỏe, hay là sáng nay thấy trời mưa. Cô dường như rất giống rất nhiều người trong chúng ta. Biết trì hoãn là không tốt, là đang tự giết chết đi tương lai của mình. Tuy nhiên, biết thì là biết thế, nhưng cô ấy vẫn không thể nào hạ quyết tâm chiến thắng được căn bệnh này. Cho đến một ngày, khi mà Mel nhìn thấy một đoạn video phóng tên lửa, người chỉ đạo đến ngược từ 5 đến 1, thì ngay lập tức tên lửa vụt bay lên trên không trung. Cô ấy dường như thức tỉnh một điều gì đó. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo lên, Mel đã cố gắng đếm ngược 5 giây trong đầu, và khi đếm đến 1, cô ấy đã ngay lập tức bật dậy. Với phương pháp này, Mel đã khắc phục được mỗi lần cố gắng nằm lì trên giường vào mỗi buổi sáng và vượt qua được căn bệnh trì hoãn, và cô cũng hoàn thành xuất sắc luận văn trong thời hạn quy định. Sau khi mà tốt nghiệp, Mel đã áp dụng phương pháp này vào mọi khía cạnh trong cuộc sống. Chỉ trong vòng 5 năm, cô ấy đã trở thành giáo sư và viết được 3 cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới. Đây chính là nguồn gốc ra đời của quy tắc 5 giây. Như Mel đã nói trong bài phát biểu của mình ở TED Talks, nếu sau 5 giây có thể quyết định bắt đầu hành động, thì bạn có thể trở thành bất cứ ai mà bạn muốn. Khi gặp chuyện gì muốn làm, đừng chần chừ, hãy đếm ngược 5 giây rồi hành động dứt khoát. Bạn sẽ có thể thay đổi chính vận mệnh của mình. Nhà văn Lưu Nhuận đã nói rằng, giữa nghĩ được và nhận được chỉ cách nhau bằng một từ mang tên làm được. Và chính khoảng cách đó đã tạo ra được ranh giới phân biệt giữa người thành công với người thất bại, phân biệt được người tài giỏi và người yếu kém. Trong tiềm thức của những người nghĩ được mà không làm được, luôn luôn có một suy nghĩ là sau này họ còn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên họ không biết rằng cơ hội tốt nhất có thể đã bị đánh mất chỉ trong một phút giây trì hoãn mà thôi. Mình còn nhớ có một nhà văn nói một câu nói như thế này: khoảnh khắc hiện tại là tất cả, khoảnh khắc bây giờ là mãi mãi. Những người thực sự muốn nắm bắt được tương lai thì trước hết phải nắm bắt được hiện tại. Elon Musk từng nói, trong thế giới hàng tỷ người này, một ý tưởng dù có xuất sắc đến đâu thì cũng có hàng chục nghìn người cũng có thể nghĩ ra. Chỉ khi bạn nghĩ ra và thực hiện nó ngay lập tức thì bạn mới có thể vượt lên dẫn trước. Xin đừng quá lạc quan trước tác hại của sự trì hoãn, mà lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng chờ thêm một chút, lát làm cũng được, hay là ngày mai mình làm cũng được. Và bạn cũng đừng đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của thời gian với bạn, rằng ngày mai vẫn còn nhiều thời gian lắm. Nếu mà có thể giảm bớt được sự trì hoãn trong mọi hành động thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể tiến gần hơn đến cuộc sống mà bản thân mong muốn một cách sớm hơn. Trong Kinh Thánh có một câu chuyện huyền thoại như thế này. Những người đi trên thánh địa đều bị chặn lại bởi một biển chết. Mặt biển màu máu, nổi đầy xác người. Sương mù đen kịt, thi thoảng có hồn ma lãng vãng. Ai ai cũng nghĩ rằng không thể nào vượt qua được biển chết. Nhưng khi Moses dám bước lên mặt biển, thì bỗng nhiên trời quang mây tạnh. Biển chết tự động tách ra hai bên, lộ ra con đường không chướng ngại vật. Cuộc sống của chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao? Khi chần chừ thì chỉ thấy chông gai, khi bắt đầu thì thấy mọi thứ đều trở nên suôn sẻ hơn. Trong một nghiên cứu từ Đại học Stanford đã phát hiện ra rằng não người của chúng ta thích duy trì trạng thái ổn định. Khi mọi thứ trở nên không chắc chắn thì não bộ cố tình khuếch đại nguy cơ hành động, ngăn cản chúng ta bắt tay làm để thay đổi. Nhưng chỉ cần bạn thực hiện bước đầu tiên thôi, bạn sẽ thấy rằng những gì ban đầu cho là khó thì đều có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Alexander Liupesev, một nhà khoa học Liên Xô cũ, đã từng đặt ra một quy tắc.
đặt thời gian đếm ngược cho mọi thứ mà ông làm. Mỗi khi bộ đếm ngược thời gian bắt đầu thì dường như có thể nhắc nhở ông rằng thời gian đang trôi rất nhanh và ông vẫn chưa làm được gì cả. Như thế, ông buộc mình phải gạt mọi thứ phiền nhiễu sang một bên và hành động ngay lập tức. Trong cuốn nhật ký thời gian được ông ghi lại suốt 56 năm, thậm chí còn ghi lại những khoảnh khắc ông chỉ ngồi thẫn thờ, nhìn xa thì duy nhất những thời gian do dự, trì hoãn lại không hề xuất hiện. Đối mặt với những vấn đề khó khăn, ông luôn có thái độ phải bắt tay vào làm trước đã. Rồi nếu gặp vấn đề trong khi hành động thì sẽ nghĩ cách để giải quyết. Dựa vào năng lực nói trên, ông đã đạt rất nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực toán học, sinh học, triết học trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Trong bộ phim đoạt giải Oscar, Green Book có một câu thoại kinh điển: có quá nhiều người thất vọng với cuộc sống đều không dám bước ra, bước đi đầu tiên. Sự thực là chúng ta không đạt được những việc mà chúng ta mong muốn thường không phải là do thiếu năng lực, mà chỉ là bởi vì chúng ta đã quá do dự cho khởi đầu và lo lắng tới kết quả. Những cảm xúc mang tên vô ích này không những làm bạn tiêu hao bản thân mà còn khiến bạn rơi vào trạng thái mâu thuẫn nội tâm để mà dẫn tới việc trì hoãn. Ở phía trước tu viện Westminster của Anh Quốc có một văn bia khắc những dòng chữ khiến người ta phải suy ngẫm như thế này: khi còn trẻ, tôi ước mơ được thay đổi cả thế giới. Nhưng khi bước vào tuổi già, tôi thậm chí không thể làm được gì cho gia đình. Cuối cùng, nằm trên giường bệnh, tôi nhận ra rằng nếu tôi bắt đầu bằng việc thay đổi bản thân, tôi có thể sẽ thay đổi gia đình mình. Với sự giúp đỡ của gia đình, tôi có thể làm điều gì đó cho đất nước. Nói không chừng tôi có thể thay đổi được thế giới. Điều này làm mình nhớ đến một đô vật nổi tiếng, Callanan. Năm 1988, ông ấy bị thương nặng trong một cuộc đấu và nằm liệt giường. Ông ấy đã trì hoãn mọi trị liệu và để bản thân rơi vào tình trạng khủng hoảng chỉ vì sợ rằng chương trình phục hồi chức năng sẽ không hoàn chỉnh và sẽ khiến cho ông ta không thể trở lại thi đấu mãi mãi. Mãi cho đến khi người mẹ chăm sóc ông thường ngày bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản, Callanan mới bắt đầu không còn bị u ám bởi việc quay trở lại thi đấu mà hạ bớt mục tiêu, chỉ cần nhanh chóng lấy lại khả năng tự chăm sóc bản thân mình là được. Cuối cùng, Callanan không ngờ rằng việc không do dự mong muốn kết quả hoàn hảo mà lập tức hành động đã khiến cho ông phục hồi sớm hơn 9 tháng và có thể trở lại thi đấu. Đôi khi chúng ta đã quá chấp niệm với một kết quả hoàn hảo. Chúng ta sợ có thể là bị thất vọng khi mà kết quả không như là mong muốn. Chính vì vậy chúng ta do dự trước khi mà mọi việc bắt đầu. Một người thực sự có bản lĩnh không bao giờ chờ đợi cho đến khi mọi điều kiện chín muồi rồi mới hành động. Muốn tạo sông, dựng biển, trước tiên phải hợp từng giọt nước. Muốn đi được ngàn dặm thì phải tích lũy vài bước đầu trước đã. Như Bacon đã nói với học trò của mình: nếu có bất kỳ giải pháp nào được gọi là tối ưu thì đó là hãy bắt đầu ngay bây giờ. Hãy bắt đầu với những gì bạn có thể làm và đừng trì hoãn một giây một phút nào. Cứ suy nghĩ thì chỉ có vấn đề, chỉ khi làm thì chúng ta mới có đáp án mà thôi. Khi mà bạn không còn lo lắng giữa được và mất, thì mỗi một bước hành động của bạn đều đang như tích tụ những ánh sáng nhỏ. Để khi vào một thời điểm mà bạn không ngờ tới, nó sẽ tạo thành ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời bạn. Mel Robbins đã giải thích về quy tắc 5 giây rằng một hành động ngay lập tức sau khi đếm ngược 5 giây sẽ không cho bạn thời gian để phản ứng với những cảm xúc như là sợ hãi, do dự hay là lười biếng. Chỉ khi được giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực này, chúng ta mới có thể thực sự trở thành chủ nhân của chính mình. Chúc các bạn đều có thể trở thành chủ nhân của chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh của mình để theo dõi thêm những video chia sẻ kiến thức bổ ích, phát triển bản thân mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.